Ngày 16 tháng 7 vừa qua, một số người dân trong lúc đi bắt ong tại khu vực núi thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã tá hỏa phát hiện một người đã tử vong trong trạng thái phân hủy, chỉ còn bộ xương. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tiến hành khám nghiệm, điều tra danh tính của nạn nhân và nguyên nhân tử vong. Sáng ngày 17 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của một người đàn ông mới được phát hiện tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Theo điều tra ban đầu, bộ xương được xác định trong tư thế nằm ngửa, hai chân khoanh lại, hai tay duỗi theo người, nằm dưới hai tảng đá, xung quanh là cây bụi. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y để xác định giới tính và thời gian tử vong. Qua khám nghiệm, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới mặc áo thun màu cam, quần đùi màu xanh. Các đơn vị nghiệp vụ xác định nạn nhân tử vong cách thời điểm được phát hiện từ 3 đến 4 tháng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Việc phát hiện bộ xương với danh tính bí ẩn ở khu vực hẻo lánh khiến cho nhiều người dân không khỏi hoang mang lo lắng, liệu rằng với những chứng cứ thu thập tại hiện trường, cơ quan chức năng có sớm tìm ra danh tính của nạn nhân hay không và nguyên nhân tử vong của người này là gì? Những thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật.